cái ghép implant á, thì nôm na implant nó là một cái trụ răng, một cái chân răng giả, rồi sau đó mình phục hồi lại cái răng bên trên. Thì như vậy cái phương pháp cái implant thì có thể điều trị cho những người mà bị mất một răng, mất nhiều răng hay mất toàn bộ răng. Thì như vậy cái phương pháp này thì nó sẽ hiệu quả, rất là hiệu quả. Thì hiện giờ được chứng minh là một trong những cái cách mà tốt nhất để phục hồi răng cho những người bị mất răng. Thì khi mà cấy implant á, thì chúng ta thấy là cái implant nó phải cấy vào trong xương. Thì như vậy là để mà rất là quan trọng á, mà để mà cấy implant được thì phải còn xương bao quanh cái implant. Tại nếu mà chúng ta không có xương thì implant nó sẽ không có dính vào đâu hết. Thì như bạn nói là để cấy implant phải cần xương. Và khi mà những người mà bị mất răng, chẳng hạn như người trưởng thành bị mất răng, hoặc là những người bị mất răng từ nhỏ, thì cái xương nâng đỡ xung quanh nó bị tiêu đi. Thì bởi vì là chúng ta thấy là cái cơ quan răng đó nó có những cái mô xương bao quanh, thì khi mất răng đi á, thì cái xương nó sẽ mất theo. Thì những cái bệnh lý mà hay gây ra mất răng như là sâu răng, thứ hai là nha chu hay là tai nạn, như chúng ta được nghe, thật ra nó còn thêm một cái bệnh lý nữa là những cái về mất răng mà gọi là bệnh lý di truyền, tức là không có răng bẩm sinh. Tức là những người này thì ngay từ nhỏ người ta đã không có mầm răng và không có răng. Thì trên những cái người này á, thì cái xương nó teo rất là nhiều. Thì như vậy trên những người này thì cái một lần nữa thì cái implant nó cũng sẽ rất là hiệu quả. Tuy nhiên á, nó sẽ cần kết hợp với những biện pháp mà tái tạo lại xương. Tức là phải tăng cái thể tích xương trước, sau đó thì mới thể ghép implant. Thì những implant vẫn hiệu quả, tuy nhiên là phải dùng những cái thủ thuật khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta dùng ghép xương mà dùng vật liệu, hay dùng xương từ thân, hay là dùng những cái vật liệu khác nhau, kết hợp vật liệu khác nhau để mà giúp cái xương nó đầy lại. Sau đó thì mới cấy implant. Và implant lúc đó sẽ thay thế cái răng mất rất là tốt. Nha khoa Elite là phòng khám nha khoa quốc tế chuyên về điều trị cấy ghép phục hình răng bằng implant. Elite luôn dẫn đầu về công nghệ bởi sự dẫn dắt của giám đốc chuyên môn, tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm và hệ thống trang thiết bị nha khoa hiện đại. Máy chụp phim 3 chiều, ghế phẫu thuật chuyên dụng cho bệnh nhân cấy ghép implant, hệ thống vô khuẩn tuyệt đối, công nghệ giảm thiểu sưng đau BRB. Với mô hình tất cả trong một, Elite tích hợp toàn bộ dịch vụ chẩn đoán, điều trị và hậu phẫu ngay tại phòng khám. Elite chào bạn, để được tư vấn bạn hãy liên hệ với Elite qua số hotline hoặc bình luận ngay bên dưới. Đừng quên bấm đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần.